vừa nè. Đây là con tôm sú. Nó đỏ lắm mọi người, con tôm này á luộc lên cái màu nó đẹp lắm. Mình mới mua lúc nãy ở gần nhà luôn, cái chỗ bán tôm tươi. Nhưng mà tới khi mua về đây á thì nó chết queo. Lúc mà mua nó nhảy bạc bạc đã lắm. Còn đây là muối ớt chanh. Hôm nay mình sẽ ăn tôm sú hấp nước dừa chấm muối ớt chanh nha. Mời mọi người ăn với chút. Mình sẽ ăn bóp thôi. Nóng quá. Ôi con tôm đã lắm mọi người. Nó tươi ơi là tươi luôn đó. Đã chưa nè. Mời mọi người. Mình rất thích ăn cái đầu, nên mình chỉ bỏ phần mắt và những cái chân to ở trên thôi. Ăn nào. Lâu lắm rồi chúng ta ăn tôm á. Từ cái bữa mà bị thương á, sợ cái vết thương nó ngứa nên là không có ăn tôm. Tới nay mới ăn lại. Con tôm này á, nó rất là giòn, nó rất là dai, thịt nó chắc lắm mọi người. Cái này chú nghĩ là dạng tôm nuôi thôi. Hồi nãy lúc mà vô trong cái chỗ bán á, trời ơi, nó để một hồ vậy đó. Nó bơi bơi bơi, nó bu lại cả trăm con, nó bu lại một chỗ, nhìn nó đỏ hết ra dưới cái nước á. Mà tại vì ở trong đó tối quá chứ không có quay cho mọi người coi được. Tôm này á có giá là 300 ngàn một ký nha mọi người. Gọi là tôm sú. Có nhiều bạn yêu cầu Trúc ăn món này lắm. Hôm nay mới làm được á. Sorry các bạn nha. Cái nước chấm này nè mọi người, là Trúc mua cái dạng cái chai á, muối ớt chanh mà cái chai muối ớt chanh đỏ. Trong cái dạng chai á, sau đó Trúc về Trúc bỏ vào đây một ít tắc, ớt bằm, đường và sốt mayone, Trúc quậy lên nữa. Bởi vì cái muối ớt chanh mà người ta đóng chai á, ăn nó mặn lắm. Nó mặn đúng cái kiểu muối á, nó mặn nhiều lắm, chứ còn cái độ ngọt và cái độ chua của nó không có nhiều, nên là Trúc phải bỏ vào đây thêm tắc, đường và một miếng mayone nữa cho nó béo. Con tôm mới màu đẹp thôi mọi người. Hôm nay là Trúc ăn buổi trưa á. Mọi người phân biệt được mấy cái bữa ăn của Trúc không? Mọi người chỉ cần nhìn cái mắt kiến của Trúc nè, nó mà có chói chóa một tí ánh sáng là mọi người biết Trúc ăn buổi trưa hoặc là buổi chiều nha, ban ngày nha. Còn bữa nào mà nó không có bị cái vấn đề này là Trúc ăn buổi tối á. Tại cái cửa sổ phòng Trúc trước mặt nè. Con tôm này là cái con tôm mà mọi người đi ăn tiệc hay gặp á. Cái món mà tôm hấp á, hay là tôm nướng, hay là tôm tôm sốt bơ tỏi, tôm xào me đồ á, là con tôm này nè. Tại vì cái giá thành của nó cũng rẻ và nó đẹp, về hình thức nó đẹp, cái màu nó đẹp. Con nó to nữa. Lúc Trúc vào đây Trúc mua á, là Trúc định mua con ghẹ sống để về làm cái thử thách mà cho cái bạn hôm trước đoán đúng cái giá sầu riêng á. Bạn đó thử thách mình là ăn con ghẹ sống, con hàu sống với con tôm sống. Nhưng mà vô trong đó mua con ghẹ sống không có, chỉ có con cua thôi, nên mới mua cái con tôm sú này về. Muốn làm mấy cái thử thách để trả nợ sớm cho các bạn lắm á, nhưng mà tại chưa tìm được cái con ghẹ sống. Phải mua con tươi luôn mới dám ăn sống, chứ còn cái con mà kiểu chưa chín mà nó chết rồi á, không dám ăn. Ăn cái món đó lạ quá, sợ ăn vô có gì. Chứ còn con tôm với con hàu chút ăn hoài chút không có sợ nữa.
Con này thịt quá trời thịt. Có ai làm tôm khô mà làm con tôm sú đây không ta? Phơi ra chắc nó bự đã lắm. Ở đây Trúc có 15 con à. Trúc mua vừa đủ Trúc ăn thôi là 200.000. Ui. Hôm nào mình làm cái gỏi cuốn á, mình sẽ làm với con tôm này. Tại vì cái màu nó đỏ, nó lên cái cuốn gỏi cuốn sẽ rất là nổi bật. Hôm nào mình sẽ cuốn gỏi cuốn nữa. Mình thích món đó lắm. Không biết mấy bạn của chúng ta hôm nay vào học tụ trường rồi có vui không ha? Có gì á, comment kể cho Trúc nghe với mấy bạn nhỏ nhỏ đó. Tại vì tới tháng 9 này thì Trúc cũng vô Trúc đi học nè. Trúc còn nợ một môn, Trúc phải trả nợ cái môn đó xong Trúc mới được tốt nghiệp. Cái môn đó đó, không có duyên với nó nha. Mình học cái môn đó học lại chắc cũng 2 lần rồi đó. Lần đầu thì mình học môn đó, xong cái mình đi cứu trợ miền Trung. Năm nào mà miền Trung bị lụt á, cái mình đi cứu trợ, cái thế là mình về mình, cái thế là mình phải nghỉ cái ngày đó thì mình bị mất một tiết học và mình bị cấm thi môn đó, là mình không thi được và thế là mình phải đi học lại. Cái lần học lại lần đầu tiên á, mình xếp lịch không được, cái thế là mình phải bỏ. Lần thứ hai mình học lại, mình học đầy đủ buổi, cái buổi thi mình ngủ dậy trễ mình không thi được. Sáng đó mình có nhờ mẹ mình là kêu mình dậy, cái mẹ quên sao á, cái mẹ không kêu mình. Mình đánh một giấc tới 10 giờ luôn, 4 giờ sáng mình mới đi quay về tới, cái mình ngủ luôn tới 10 giờ giật mình dậy là thấy là thôi coi bỏ thi rồi đó, định là thức luôn tới khoảng 6 giờ đi thi là được rồi. Mà mình nói thôi tranh thủ ngủ được 1 tiếng mấy 2 tiếng thì cũng ráng ngủ đi chứ mệt quá, đi quay về tới 4 giờ sáng. Cái thế là nằm ngủ, ai dè ngủ cái tới 10 giờ luôn. Có bạn nào bị như mình không? Cái kiểu mà thôi ngủ một xíu thôi, xong cái ngủ hồi ngủ nửa ngày luôn á. Nhưng mà sẽ có nhiều bạn trong cái trường hợp đó của mình á, sẽ bực tức, khó chịu, giận bản thân mình, giận thậm chí là giận mẹ, không kêu dậy, giận số phận, giận hoàn cảnh. Nhưng mà đừng giận gì hết, bởi vì cái chuyện đã rồi. Mà nếu mọi người có bực tức thì mọi người cũng không thay đổi được gì, mà mọi người lại trữ một cái năng lượng xấu trong người, nó không tốt. Nên là sau khi giật mình dậy biết mình bị trễ thi, bỏ thi rồi, cái điện lên trên trường hỏi mấy chị ở bên phòng giáo dục á, hỏi là chừng nào tổ chức thi lại để em được thi, vậy thôi. Nhưng mà từ đó tới giờ không có cái lớp nào mở nữa hết á. Chúc phải chờ mấy bạn của năm nhất vô nè. Đó, tháng 9 này vô thì chúc mới được học chung, được học lại. Không sao cả, học phải vui thì mình mới học được. Học là học cả đời mà. Ôi ôi, con này nó đỏ. Hồi nãy lúc nó còn sống á thì nó đã đỏ rồi mọi người. Cái màu của con tôm nó đã đỏ rồi, mà khi luộc lên nó càng đẹp hơn nữa, nó đỏ hơn nữa, đã quá. Những ai mà bị gút á, bị bệnh gút đó mọi người, là sẽ cử ăn thịt heo nè, cử ăn mấy cái hải sản mà kiểu như tôm mà giàu canxi. Đây là cái món ăn mà khi đi ăn tiệc các bạn nữ rất thích ăn nhưng ngại ăn, bởi vì ăn nó thì phải dùng tay để lột vỏ. Và hạnh phúc nhất là khi bạn nữ nào đó đi ăn tiệc được ngồi gần một bạn nam ga lăng, bạn nam ngồi kế bên lột vỏ tôm cho ăn. Các bạn có gặp trường hợp đó bao giờ chưa? Hay là có, hoặc là ngồi chung một cái bàn mà phụ nữ không cũng được, thì lúc đó mình ngồi mình ăn bóc mình đỡ ngại hơn. Còn mấy bạn nam đi ăn tiệc á, mà nhớ có gặp chúng cái món này mà trong bàn mình có phụ nữ á, thì hãy ra lăng nha, ngồi bóc vỏ tôm cho chị ấy, cho bạn ấy. Biết đâu được, sau khi bóc giùm chị ấy mới nói thôi em không biết ăn tôm đâu, thế là mình được ăn 2 con tôm. Nói chứ phụ nữ á, lúc nào cũng sẽ ấn tượng với những bạn nam biết ra lăng.
nhiều khi cái ga lăng đó chỉ là giả vờ thôi, nhưng mà người phụ nữ sẽ cảm thấy rất là vui, bởi vì họ cảm thấy là họ được trân trọng, họ được để ý, họ được chăm sóc, nên là người phụ nữ sẽ rất là thích. Và khi người phụ nữ thích rồi thì người đàn ông sẽ được nhiều thứ khác lắm. Ăn con này nhớ mình ăn cái tôm vòng á, cái tôm mình mua trong siêu thị mà nó nguyên một vòng á mọi người, mà con chả to vậy đâu. Cái con này á mà mình mua về mình ướp gia vị rồi mình nướng cũng được đó mọi người. Mình có thể nấu canh nè, nấu súp nè. Nước muối ớt bắt cháy luôn. Mình ngừng ở đây thôi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Và Trúc cũng xin được chúc cho tất cả những bạn mà đang xem video của Trúc có một bữa tối thật là ngon miệng với những món ăn của mình. Và đừng quên là có hẹn với Trúc vào 7:30 mỗi tối. Đón xem ngày mai là mình sẽ ăn món gì ha. Nhớ comment bên dưới cho mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều, xin chào.